Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Triển khai dự án đường từ tỉnh lộ 305 qua Tam Hồng đi xã Điền Châu. Nhiều khó khăn của người dân khi mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Liên minh châu Âu đã nhất trí kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng. Hạ viện Mỹ bác bỏ dự luật rút binh sĩ khỏi Iraq. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhờ tập trung nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cho vay các thành phần kinh tế, hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 6 tháng đầu năm, tổng huy động vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh ước đạt 34,6 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2014, tổng dư nợ đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và tăng 2,67% so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,55% trên tổng dư nợ. Các lĩnh vực tập trung ưu tiên cho vay là sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cho vay sản xuất nông nghiệp hàng hóa, cho vay tiêu dùng. Từ nay đến cuối năm, ngành ngân hàng tập trung thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp điều hành tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng. Mở rộng dịch vụ ngân hàng tiện ích theo hướng hiện đại hóa, phục vụ nhu cầu của người dân, tăng cường thông tin tuyên truyền chính sách mới về hoạt động ngân hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh huy động vốn để chủ động tăng trưởng dư nợ theo kế hoạch, trong đó tập trung mở rộng tín dụng, giảm nợ xấu, đi đôi với an toàn hoạt động và nâng cao chất lượng tín dụng. Nhằm xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội đối với các địa phương, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc đã triển khai thực hiện dự án đường từ tỉnh lộ 305 cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương qua Tam Hồng đi xã Liên Châu. Dự án đường tỉnh lộ 305 cầu kênh Lũng Hạ, xã Yên Phương qua Tam Hồng đi xã Liên Châu do Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc làm chủ đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kết Hiền là đơn vị thi công. Dự án được triển khai từ đầu tháng 6 năm 2015 với tổng mức đầu tư 57 tỷ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án gần một năm. Với tổng chiều dài trên 3 km, dự án đi qua các xã Yên Phương, Tam Hồng, Hồng Châu và Liên Châu, huyện Yên Lạc. Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, ngay từ khi triển khai, nhà thầu đã tập trung máy móc, thiết bị và nhân công thi công khẩn trương. Đến nay, đang thực hiện hạng mục nền đường. Dự kiến hết tháng 6 năm 2015 sẽ hoàn thành 50% khối lượng nền đường. Dự án hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông kết nối giữa các địa phương có dự án đi qua, đồng thời góp phần quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Theo quy định mới về bảo hiểm y tế, hộ gia đình được triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Đến nay, tỷ lệ số hộ gia đình tham gia mua bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã tăng hơn so với năm 2014. Tuy nhiên, cũng còn nhiều vấn đề vướng mắc gây khó khăn cho người tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình là 100% số người trong hộ gia đình có tên trong hộ khẩu tại tỉnh, trừ người đã khai báo tạm vắng, người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc các nhóm khác theo quy định của bảo hiểm y tế. Khi tham gia đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình, chủ hộ cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh tình trạng thành viên trong hộ gia đình, không phải tham gia bảo hiểm y tế. Đối với người đang tham gia bảo hiểm y tế vẫn có tên trong sổ hộ khẩu thì hộ gia đình phải xuất trình giấy tạm vắng, người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc các nhóm khác theo quy định của bảo hiểm y tế để chứng minh. Cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, thị trấn Sa Khánh, huyện Bình Xuyên hiện có 2.200 hộ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có khoảng 100 hộ tham gia mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sở dĩ có ít hộ tham gia như vậy vì nhiều người dân thấy thủ tục giấy tờ quá nhiều, gây mất thời gian đi lại nên đã không tham gia mua bảo hiểm. Trong cái thời gian thực hiện bảo hiểm tự nguyện đến hộ theo quy định mới thì ở địa phương chúng tôi triển khai thì nó có một số tồn tại. Cái thứ nhất là về cái thủ tục giấy tờ thì báo cáo là nó hơi rườm rà đối với người dân, và đặc biệt là theo tôi kiến nghị là chúng tôi cần chính quyền chúng ta xác nhận vào là hộ này có bao nhiêu người, rồi là ngày tháng năm sinh, rồi là các thứ thì nó đảm bảo hơn để cho người dân thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, theo quy định trước đây, người dân muốn tham gia đóng bảo hiểm y tế tự nguyện chỉ cần có chứng minh thư và đóng theo hình thức cá nhân. Theo quy định mới, khi cả hộ tham gia đóng thì sẽ được giảm dần số tiền đến từng thành viên tiếp theo trong hộ.
đến thành viên cuối cùng sẽ được giảm 50%. Tuy nhiên, có nhiều hộ gia đình không thể bỏ ra số tiền đóng cho cả gia đình cùng một lúc. Bảo hiểm đóng thì rất tốt để cho phục vụ cuộc sống của mình. Nhưng mà có một điều là bây giờ cái điều kiện mình nó chưa cho phép để làm cái việc này, để đóng một cái đợt, mỗi một đợt như thế này là nó cũng mất tầm 2 triệu. Cái này nó phải dần dần, chứ còn ngay bây giờ thì cũng chưa thể làm được. Việc tham gia đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình là có lợi cho bản thân người đóng bảo hiểm cũng như mang lại lợi ích cho xã hội. Đây là một chính sách đúng và được nhiều người hưởng ứng. Tuy nhiên, trước lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, người dân cũng mong muốn những chính sách đúng và phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người tham gia đóng bảo hiểm y tế và người thực hiện. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho gần 50 cơ sở trên địa bàn hai huyện Yên Lạc, Vĩnh Tường. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được giới thiệu các nội dung cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, khái quát tình hình cháy nổ trong nước và tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua, nội quy, nhiệm vụ, trách nhiệm của cơ quan doanh nghiệp tham gia phòng cháy chữa cháy, tính năng tác dụng các loại bình chữa cháy, phương pháp xử lý tình huống và các bước thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên còn được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh hướng dẫn thực tập sử dụng bình chữa cháy. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, chủ động xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Các nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã nhất trí kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, tới hết tháng 1 năm 2016. Theo đó, đại sứ 28 nước thành viên EU đã đạt được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc đối với việc gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng. Nội dung các lệnh trừng phạt dự kiến sẽ không có gì thay đổi. Cùng với đó, đại sứ các nước thành viên EU cũng nhất trí kéo dài lệnh cấm đầu tư vào bán đảo Crimea thêm 1 năm. Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga sẽ chính thức được thông qua tại cuộc họp các ngoại trưởng EU sẽ diễn ra vào tuần sau tại Luxembourg. Lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đã được EU áp đặt từ tháng 7 năm ngoái do những cáo buộc đối với Moscow liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Hạ viện Mỹ bỏ phiếu phủ quyết một dự luật yêu cầu Nhà Trắng phải rút toàn bộ binh sĩ Mỹ khỏi Iraq và Syria trong vòng một tháng. Hạ viện Mỹ cho biết các hạ nghị sĩ đã bác bỏ dự luật nói trên với 228 phiếu chống và 139 phiếu thuận. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ yêu cầu chính quyền Obama phải rút hết binh sĩ khỏi Iraq trong vòng 30 ngày hoặc trước cuối năm 2015 nếu Nhà Trắng kết luận khung thời gian 30 ngày để rút quân là không an toàn. Các nghị sĩ đồng bảo trợ dự luật cho biết việc giới thiệu văn kiện này trong khuôn khổ của luật các quyền chiến tranh sẽ dẫn tới một cuộc tranh luận lớn hơn về quyền hạn sử dụng sức mạnh quân sự để truy quét nhóm nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq và Syria. Quân đội Mỹ bắt đầu mở các cuộc không kích nhằm vào IS từ tháng 8 năm 2014, song các nghị sĩ nước này vẫn chưa tranh luận và bỏ phiếu về một dự luật nào liên quan tới quyền hạn của chính quyền Obama đối với cuộc chiến này. Ngày 18 tháng 6, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Hwang Kyo-an đã được Quốc hội phê chuẩn làm Thủ tướng, theo đề nghị của Tổng thống nước này Park Geun-hye. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 18 tháng 6, ông Hwang nhận được 156 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 2 phiếu trắng. Thủ tướng Park đã bổ nhiệm ông Hwang hồi tháng trước thay thế ông Lee Won-ku, người từ chức hồi tháng 4 vừa qua do bị cáo buộc nhận hối lộ. Việc Quốc hội chấp thuận ông Hwang đã chấm dứt tình trạng vị trí quyền lực thứ hai trong chính phủ Hàn Quốc bị bỏ trống hơn một tháng qua, trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với sự lây lan của hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS. Ông Hwang chỉ được chấp thuận sau khi chính phủ và đảng Saenuri cầm quyền kêu gọi nhanh chóng có một thủ tướng dẫn dắt các nỗ lực của chính phủ trong cuộc chiến chống MERS. Các nhà đàm phán Iran và nhóm P5+1 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức đã bắt đầu vòng thương thảo mới nhằm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Tehran. Hãng thông tấn chính thức IRNA Iran cho biết hai nhà đàm phán cấp cao nước này là Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi và Majista Raghavanchi đã có cuộc gặp đầu tiên trong khuôn khổ vòng đàm phán hạt nhân lần thứ 8 với quan chức cấp cao phụ trách chính trị của Liên minh châu Âu Helga Schmidt tại Viên Áo vừa qua. Theo IRNA, các nhà đàm phán Iran sẽ ở lại Viên tới thời hạn chót ngày 30 tháng 6 nhằm cố gắng hoàn tất thỏa thuận hạt nhân cuối cùng với các đại diện của nhóm P5+1. Dự kiến Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và những người đồng cấp trong nhóm P5+1 sẽ tham gia các cuộc đàm phán trong những ngày sắp tới. Ngày 18 tháng 6, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một đối tượng xả súng điên cuồng tại một trong những nhà thờ ở Charleston, thành phố lớn thứ hai thuộc tiểu bang Nam Carolina của Mỹ.
Phát ngôn viên cảnh sát Charleston, sĩ quan Charles Francis cho biết, hung thủ đã nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện tại một nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương. Trên trang mạng xã hội Twitter, cảnh sát Charleston cho hay nghi phạm đã bỏ trốn và đó là một người da trắng khoảng 20 tuổi, dáng mảnh khảnh. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và sơ tán khoảng 40 người khỏi nhà thờ. Ứng cử viên Tổng thống năm 2016 của Đảng Cộng hòa Jeb Bush đã phải hủy chuyến thăm tới tòa thị chính thành phố Charleston vào ngày 18 tháng 6 vì vụ việc này. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.